Mấy hôm nay thì chiều nào ở Cần Thơ cũng có mưa dông. Không biết chiều nay mưa dông còn xuất hiện hay không, thưa chị Hồng Quyên? Dạ, mến chào anh Gia Hiếu cùng với quý vị khán giả. Theo dự báo, chiều nay ở Cần Thơ vẫn có khả năng sẽ xảy ra mưa dông. Nhưng mà mưa thì sẽ không to như là mấy hôm trước, chỉ là những cơn mưa rào thoáng qua. Còn từ giờ cho tới chiều, trời chủ đạo là nắng, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Về tối và đêm thì trời dịu mát, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Trong những ngày mà sáng nắng, chiều mưa như thế này là điều kiện thích hợp để muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Để phòng bệnh thì bà con nên dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và xung quanh nhà, thường xuyên thao rửa, đậy nắp kính bể và các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Cần phải lật úp các vật dụng có thể chứa nước mà không sử dụng đến để không cho muỗi đẻ trứng. Quý vị có thể sử dụng bình xịt nhang muỗi, thuốc xịt hoặc là thuốc thoa để xua muỗi, mặc quần áo dài tay, ngủ mùng kể cả là ban ngày để tránh bị muỗi đốt. Còn về diễn biến mưa, chiều nay diện mưa dông ở Nam Bộ đã giảm hẳn so với ngày hôm qua. Những nơi có màu xanh đậm như thế này là khu vực dễ xảy ra dông lốc và sấm sét nguy hiểm. Khi mà thấy cơn dông kéo đến, quý vị nên tìm nơi tránh trú, kiên cố an toàn. Còn từ giờ cho tới chiều, dự báo ở Nam Bộ trời vẫn có nắng, những nơi nắng nóng dự báo như tại Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh từ 35 đến 36 độ. Chỉ riêng có Vũng Tàu 31 độ, trời mát mẻ hơn cả. Ở miền Tây Nam Bộ, chỉ có hai điểm là Cao Lãnh và Châu Đốc chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Phú Quốc và các nơi khác của đồng bằng sông Cửu Long, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trên biển, ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, chiều nay có lúc có mưa dông, gió nhẹ, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km.